Động đất 4.9 độ Richter tại Lai Châu, nhiều học sinh mầm non bị thương. Trận động đất có độ lớn 4.9 độ Richter xảy ra tại huyện Mường Tè, Lai Châu, gây rung lắc khiến một số công trình hư hại, nhiều học sinh mầm non bị thương. Theo thông báo của Viện Lý Địa Cầu, vào 13 giờ 12 phút 26 giây giờ Hà Nội ngày 16 tháng 6, một trận động đất có độ lớn 4.9 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.563 độ Vĩ Bắc, 102.655 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 quanh khu vực tâm chấn và cấp 3 tại khu vực lân cận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè, Lai Châu cho biết, động đất kéo dài khoảng 10 giây gây rung lắc, hư hỏng một số công trình nhà cửa. Đặc biệt, tại điểm trường mầm non Bản Rằng có một số học sinh bị thương do trần thạch cao rơi trúng lúc đang nghỉ trưa. Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè đang thống kê thiệt hại của trận động đất.